Có tài sản 10.000 tỷ nhưng Triệu Lệ Dĩnh sống giản dị, giờ vẫn dùng iPhone 8. Ngoài hai căn biệt thự và một số siêu xe ra thì Triệu Lệ Dĩnh cũng không tiêu quá nhiều tiền cho bản thân. Theo truyền thông Trung Quốc tiết lộ thì sau gần 20 năm hoạt động trong nghề, Triệu Lệ Dĩnh đã sở hữu khối tài sản lên đến 3 tỷ tệ, khoảng 10.500 tỷ đồng. Ở thời đỉnh cao sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh có thể kiếm đến 1,3 tỷ tệ, khoảng 4.550 tỷ đồng chỉ trong 4 năm và không hề thua kém đàn chị Phạm Bằng Bằng chút nào. Thời điểm showbiz Hoa ngữ chưa có lệnh hạn chế thù lao, nữ diễn viên Hoa Thiên Cốt có thể được trả 100 triệu tệ, khoảng 350 tỷ đồng cho mỗi bộ phim, và cả kiếm 400 triệu tệ trên năm, khoảng 1.400 tỷ đồng. Không chỉ vậy, Triệu Lệ Dĩnh cũng là cổ đông của 8 công ty, có thể kể đến Hải Nhuận hay Gấu Rơm của Ngô Kỳ Long chẳng hạn. Được biết, Triệu Lệ Dĩnh vốn chỉ bỏ ra 100.000 tệ, khoảng 350 triệu đồng, mua cổ phần của Gấu Rơm, nhưng sau khi công ty này lên sàn chứng khoán thành công, số tiền cô kiếm về đã là 45 triệu tệ, khoảng 157,5 tỷ đồng. Tuy nắm giữ khối tài sản khủng như vậy, nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại không chi tiêu quá nhiều cho bản thân. Được biết, người đẹp 8X chỉ sở hữu hai căn biệt thự có giá 200 triệu tệ, khoảng 700 tỷ đồng, ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Ngoài ra cô cũng không tham gia đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Triệu Lệ Dĩnh cũng mua 3 chiếc xe phục vụ cho công việc và đời sống với tổng giá trị vào khoảng 4 triệu tệ, khoảng 14 tỷ đồng thôi. Chỉ có điều, Triệu Lệ Dĩnh lại chưa bao giờ tiết tiền đối với những người thân của mình. Cô từng chi ra 5 triệu tệ, khoảng 17,5 tỷ đồng để mua một chiếc Rolls Royce tặng cho bố mẹ và con ngựa thuần chủng giá 2 triệu tệ, khoảng 7 tỷ đồng cho con trai. Mỗi năm, cô cũng quyên góp hàng triệu tệ cho các hoạt động thiện nguyện nhưng là một cách kín đáo chứ không công khai. Hơn nữa, Triệu Lệ Dĩnh cũng khiến công chúng phải trầm trồ trước lối sống giản dị và tiết kiệm của cô. Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi tiêu bao nhiêu tiền vào việc mua mỹ phẩm mỗi năm thì vợ cũ Phùng Thiệu Phong cho biết, cô chỉ chi ra tầm 2.000 tệ, khoảng 7 triệu đồng. Không những thế, Triệu Lệ Dĩnh vẫn dùng iPhone 8 và mặc lại đồ cũ, trong khi nhiều ngôi sao nổi tiếng khác lại theo đuổi thứ mới mẻ và đắt giá để thể hiện đẳng cấp bên tinh. Netizen cũng rất ngạc nhiên khi thấy Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại những cửa hàng nhỏ để mua đồ và cũng mặc cả giống như bao người bình thường khác. Thành công của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ nằm ở sự chăm chỉ trong sự nghiệp diễn xuất mà còn đến từ lối sống giản dị, khiêm tốn. Chính những điều này khiến Triệu Lệ Dĩnh trở thành một tấm gương sáng và cũng là nguồn cảm hứng bất tận cho rất nhiều người.